thực tiễn cuộc sống vô cùng sinh động. Có những chủ trương, chính sách, quy định của pháp luật không thể theo kịp mà trở thành lạc hậu, tạo ra sự cản trở cho quá trình phát triển. Đây chính là lúc cần những người đứng đầu tâm huyết, dám nghĩ, dám làm, dám vượt lên những rào cản, thực hiện công việc đột phá, sáng tạo để mang lại lợi ích chung. Lịch sử đã chứng minh, những người đứng đầu với phẩm chất dám nghĩ, dám làm, quyết liệt, dám đột phá sáng tạo như vậy sẽ đem đến bước phát triển mạnh mẽ cho đất nước. Tuy nhiên, cơ chế hoạt động của hệ thống chính trị hiện nay có những vấn đề đang ràng buộc tính quyết liệt của người đứng đầu và cũng có những quy định tạo chỗ ẩn náu an toàn cho người đứng đầu trì trệ, né tránh, ngại trách nhiệm, cởi trói cho người đứng đầu để tạo động lực bứt phá, khơi dậy và lan tỏa ý chí đổi mới, sáng tạo là yêu cầu cấp thiết hiện nay. Vấn đề đổi mới công tác tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ luôn gắn liền với việc xác định và thực hiện chế độ trách nhiệm, tập thể và trách nhiệm cá nhân. Trong đó quan trọng nhất là trách nhiệm người đứng đầu. Mà khi nói trách nhiệm là gắn với quyền hạn càng cao, trách nhiệm càng lớn. Hiện nay trách nhiệm tập thể, trách nhiệm cá nhân, đặc biệt là việc phân định trách nhiệm người đứng đầu còn chưa rõ ràng. Đây là yếu kém không nhỏ, kéo dài nhiều năm trong công tác lãnh đạo, quản lý ở nước ta. Không ít nơi chỉ chú ý trách nhiệm tập thể chung chung, còn trách nhiệm cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu thì mờ nhạt. Chế tài chịu trách nhiệm cũng chưa rõ ràng. Khái niệm chế độ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước là đúng nhưng chưa được cụ thể hóa. Bởi vậy, nhiều người đứng đầu vẫn ẩn mình an toàn trong cơ chế trách nhiệm hiện nay. Một trong những cái nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng đó là nguyên tắc tập trung dân chủ. Nhưng mà cũng phải thừa nhận rằng trong cái việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng nói chung ấy, thì nó cũng còn có chuyện này chuyện khác, ở chỗ này chỗ khác, ở lĩnh vực này lĩnh vực khác, ở cấp này cấp khác ấy, là nó chưa làm rõ, chưa xác định rõ được cái mối quan hệ giữa tập thể và cá nhân. Cho nên cũng có nơi thì lại cái cá nhân nó lại lấn lướt tập thể, hoặc là lại là vượt quá cái quyền hạn của mình. Nhưng ngược lại cũng lại có nơi lại đùn đẩy trách nhiệm, cái gì cũng dựa vào tập thể, cái gì cũng dựa vào cấp trên. Cho nên là thiếu cái sự quyết đáp, thiếu cái năng động sáng tạo. Hiện nay chúng ta lại có một cơ chế là lãnh đạo tập thể, tức là tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Cho nên là người đứng đầu không có toàn quyền quyết định mọi vấn đề trong cơ quan, đơn vị, địa phương. Khi mà có một sự việc, có một công việc gì đó thì người đứng đầu phải xin ý kiến của tập thể. Có thể là tập thể lớn, đó là cấp ủy. Có thể là tập thể nhỏ hơn, đó là ban thường vụ cấp ủy hoặc là thường trực cấp ủy. Tức là người đứng đầu phải xin ý kiến của tập thể thì mới dám quyết định. Do đó cái cơ chế tập thể này đấy, nó cũng hạn chế cái quyền quyết định của người đứng đầu. Và người đứng đầu cũng không toàn quyền, có quyền quyết định giải quyết tất cả mọi việc trong cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức mình. Bởi vì là nó không rõ ràng, minh bạch là trách nhiệm. Và chúng ta theo cơ chế là tập trung, nguyên tắc tập trung dân chủ. Nhưng hiểu đúng và vận dụng đúng đủ nguyên tắc này thì không phải lúc nào, nơi nào, tổ chức nào, cơ quan nào cũng thực hiện đúng. Nhiều khi người ta thực hiện đấy nhưng nó lại là hình thức, là đưa anh em bàn bạc dân chủ nhưng quyết cuối cùng là theo ý của thủ trưởng. Hoặc ngược lại là thủ trưởng thiếu bản lĩnh, thiếu tâm tầm, thiếu tầm nhìn, cho nên không dám quyết sách, cái gì cũng đưa ra tập thể theo cái hình thức là đéo cày giữa đường. Hiện nay tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị cũng còn nhiều tầng nấc, nhiều khâu trung gian. Điều này dẫn đến việc chồng chéo chức năng nhiệm vụ. Đặc biệt, mặt trái của cơ chế phối hợp là khiến cho người đứng đầu muốn quyết định một vấn đề gì cũng phải trải qua nhiều quy trình, nảy sinh nhiều vấn đề, chi phối việc thực hiện những việc làm đổi mới, sáng tạo của người đứng đầu. Một việc có thể là ở vị trí đó thì nhưng mà còn rất nhiều cái sự tác động khác để có thể thực hiện được cái việc đó. Nó có thể qua rất nhiều tầng nấc cao, rất nhiều các cái quy trình. Chúng ta tưởng chừng như là như vậy là chặt chẽ, nhưng thực ra đôi khi chúng ta nhìn lại thấy đó chính là cái sự phát triển.
Bởi vì nếu mà thực hiện được cái việc gì đó thì do các quy định của chúng ta đặt ra rất nhiều tầng nấc như vậy. Mà nếu không thực hiện được qua tầng nấc như vậy thì dẫn đến cái sự vi phạm mà có thể xảy ra điều đó gì đó thì bị đánh giá, thậm chí có thể bị xử lý. Ở chúng ta đã có một cơ chế phối hợp, tức là một việc lại phải là sự phối hợp đồng bộ của nhiều cơ quan đơn vị. Cho nên người đứng đầu cũng không toàn quyền quyết định được mọi cái vấn đề giải quyết. Mà người đứng đầu phải là gì? Người đứng đầu phải xin ý kiến của các cơ quan đơn vị cần cái sự phối hợp. Cho nên là nhiều khi cái việc xin ý kiến này nó lòng vòng, nó qua rất nhiều cái tầng nấc trung gian, nó qua rất nhiều cái thủ tục. Cho nên là người đứng đầu cũng không tự quyết định được. Và khi mà có cái việc gì xảy ra thì cũng không thể quy trách nhiệm cho người đứng đầu được. Và bởi vì là quyết định là quyết định của tập thể, quyết định của nhiều cơ quan đơn vị chứ không phải là quyết định của một người đứng đầu, cho nên cũng không thể quy trách nhiệm cho người đứng đầu được. Cái vướng mắc nhất đó là gì ạ? Trước hết là bộ máy của chúng ta còn nhiều tầng nấc, nhiều khâu trung gian. Cái điều này đã được Đảng, Nhà nước ta nhận định rất rõ ràng trong văn kiện Đại hội 13. Và vì vậy chúng ta từ trước Đại hội 13 chúng ta cũng đã có nghị quyết là Trung ương, nghị quyết 18 Trung ương 6 khóa 12 về cải cách bộ máy nhà nước. Cải cách ở đây trước hết là phải thể chế để làm thế nào tạo ra cơ chế pháp lý để tổ chức bộ máy gọn nhẹ, để đảm bảo một việc chỉ giao cho một người và một người, một cơ quan tổ chức có thể làm nhiều việc. Tránh tình trạng một việc giao cho nhiều người, dẫn đến là tranh công đổ lỗi, dẫn đến là khi mà có thành tích thì báo cáo của cơ quan đơn vị nào cũng nêu, nhưng mà khi có khuyết điểm thì khó cá thể hóa trách nhiệm. Như vậy, yêu cầu đặt ra là phải làm sao cho bộ máy hoạt động tinh gọn mà hiệu quả, cơ chế trách nhiệm thực sự phát huy được vai trò. Có thể ràng buộc quyền lực trách nhiệm người đứng đầu, chứ không bó buộc họ trong những quy trình thủ tục. Giải pháp được coi là chìa khóa cho vấn đề này chính là đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền. Chúng ta phải đẩy mạnh phân công, phân cấp, phân quyền. Và hiện nay Bộ Nội vụ đang rất là rốt ráo để làm một cái chúng ta gọi là xác định vị trí việc làm. Vị trí việc làm của từng cán bộ công chức, vị trí việc làm của những người lãnh đạo. Từ đó, vị trí như vậy đó, thì chúng ta sẽ xác định rằng là cái quyền hạn đến đâu, anh làm được làm những gì rất là rõ ràng. Đó. Để tránh tình trạng là vừa làm phải vừa nghe, vừa làm phải e dè, vân vân và vân vân. Và khi đã quyết rồi đó, thì người ta có thể thực hiện được. Thay vì phải đôi khi chúng ta nhiều trong nhiều việc, đặc biệt là trong cái quá trình quản lý, chúng ta tập thể hóa là cái điều cũng là không tốt. Và như vậy khi tập thể hóa thì phải chờ đợi rất nhiều ý kiến, rất nhiều tầng nấc. Và ngược lại khi mà xảy ra những cái điều gì đó chúng ta rất khó đánh giá, bởi vì nó dưới một cái bình phong là tập thể. Cái điều đó cho nên là tôi nghĩ là để mà đề cao trách nhiệm người đứng đầu, đặc biệt là trong cái việc mà thực hiện những cái việc gọi là đổi mới sáng tạo, vượt rào, đúng không ạ? Thì chúng ta cần phải có một cái sự phân công, phân cấp, phân quyền và phải xác định rất là rõ ràng. Cùng với đó, trong khâu đánh giá cán bộ, đánh giá hiệu quả công việc hiện nay vẫn nặng về tính hình thức mà chưa đi vào thực tiễn. Từ đây đội ngũ cán bộ có thể chỉ cần nghĩ cách, tìm giải pháp để làm sao có được vỏ bọc hoàn hảo, được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ, chứ không quan trọng việc tìm cách để giải quyết thực chất vấn đề đang đặt ra đối với cơ quan, đơn vị địa phương mình. Khi mà tôi cũng nhấn mạnh một điều là khi mà đánh giá một cái công việc gì đó, đôi khi chúng ta quá nặng nề về quy trình. Chúng ta quan trọng nhất là chúng ta phải đánh giá được cái hiệu quả của cái công việc đó. Hiệu quả về mặt kinh tế xã hội, về hiệu quả về mặt quản lý. Cái đó chính là cái kết quả, chính là cái thước đo để mà đánh giá một cái cán bộ, nhất là người đứng đầu, người ta làm có tốt hay không tốt. Nhưng mà tôi vẫn quay trở lại câu chuyện hiện nay chúng ta nặng về quy trình. Chúng ta cứ xem rằng là quy trình 5 bước, 7 bước nhưng phải thực hiện được không, vân vân và vân vân. Và từ đó thì chúng ta, thay vì chúng ta đánh giá cái hiệu quả công việc thì chúng ta lại đánh giá các cái vấn đề nó có mang tính hình thức. Và điều này thì khiến cho cái suy nghĩ hoặc là cái tư tưởng hoặc cái cách làm là nó rất bị gò bó. Và như vậy tôi muốn nói rằng nó chính là một cái sự cản trở trong cái quá trình đổi mới sáng tạo của cán bộ công chức, đặc biệt là những người đứng đầu. Vậy nhưng phải khẳng định lại rằng việc xây dựng một cơ chế thông thoáng phù hợp để người đứng đầu dám nghĩ, dám làm là điều quan trọng. Nhưng đây lại không phải là chìa khóa vạn năng,
không phải là yếu tố mấu chốt để thay đổi vấn đề. Căn cốt ở đây vẫn là bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của người cán bộ. Chỉ những cán bộ thực tâm lo cho dân, thực tâm yêu thương nhân dân mới là những người sẵn sàng hy sinh lợi ích bản thân, sẵn sàng đồng cam cộng khổ, vượt lên trên mọi rào cản để làm được những việc khó, việc mới, những công việc tưởng chừng không làm nổi. Câu chuyện ở xã Quảng Đông, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ là minh chứng cho điều đó. Thôn 14, xã Quảng Đông. Nhìn những ngôi nhà khang trang, san sát, sầm uất như phố thị này, khó có thể tin đây vốn là khu tái định cư của người dân làng chài. Đời sống bấp bênh theo từng con nước. Có thời điểm họ còn chạy ăn từng bữa. Sự đổi đời đến như một giấc mơ. Tất cả là nhờ công lao của ông Phan Thế Phương, nguyên giám đốc Sở Thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế. Cách đây 38 năm, ông Phương đã về đây vận động người dân lên bờ định cư, giúp bà con be bờ, đắp ao, lấn đầm phá, dạy cách nuôi tôm. Khi đó nhà nước, đảng ủy của xã Quảng Công và huyện Quảng Điền là vận động bà con để lên tái định cư đình cư. Và khi đó vào năm 1987, khi đó là bà con chỉ có biết đánh bắt chứ chưa có nuôi trồng. Thì khi đó là có bác Phan Thế Phương, là bác làm là trên Sở Thủy sản của tỉnh là bác về là vận động bà con và công bà con để ra ngoài phá này để mà tìm hiểu cái địa hình. Và khi đó bác vận động bà con là cùng nhau là để mà đắp đê, để mà lên hồ, lấy ô để mà nuôi tôm, nuôi cá và hướng dẫn cho bà con là cái cách nuôi trồng, nuôi tôm, nuôi cá, nuôi cua. Và từ khi đó là bà cũng về cùng bà con là cũng gần 8 năm. Cùng bà con là 8 năm là để mà lăn lộn với bà con là xây đắp đê, đê hồ và nuôi trồng. Ông Phan Thế Phương đã ăn ở tại làng chài như cán bộ nằm vùng, bày cho dân cách cho tôm ăn, theo dõi con tôm bị bệnh. Đó là những năm tôm xuất khẩu rất được giá và những người dân vạn chài cứ ngỡ như đang mơ khi kiếm được mỗi năm vài trăm triệu đồng. Nhờ có ông Phương mà hôm nay người dân có hàng trăm hecta hồ nuôi thủy sản, từ vùng quê nghèo giờ trở nên chủ phú. Năm 1991, ông Phương mất trong một tai nạn giao thông trên đường đi công tác miền Nam, tìm hướng đi cho xuất khẩu thủy sản. Hôm tiễn đưa, hàng vạn người dân làng chài vùng đầm phá Tam Giang đã lặn lội từ sớm lên thành phố Huế để tiễn biệt ông. Chưa có đám tang của một vị lãnh đạo cấp tỉnh nào đông người dân đến viếng như thế. Sau lễ tang, người dân ở đây rước hương hồn ông Phương về lập miếu thờ, tôn ông là thành hoàng của làng, ghi nhớ công lao khai khẩn của ông. Cũng ba con là cũng tôn trọng nên là như ông một ông thân hoàng, ông khai căn về cái ngành nghề nuôi trồng thủy sản. Còn thường năm về các ngày lễ thì ngày kỳ của bác hoặc là các lễ đón ngò Tết đầu năm thì cũng người dân trong thôn họ cũng có cái phong tục là cúng và cũng tưởng nhớ đến bác Phan Thế Phương. Cho nên bây giờ tôi muốn nói cái đó là để khóa sổ, là không có bàn cãi gì nữa cả. Không có nói làm không làm nữa. Chỉ có thể là làm sao thật nhanh và gấp rút đưa cái đường điện vào làm sao nhanh nhất được 2 năm. Trách nhiệm trước hết đình đỉnh đánh cược cái chính trị của mình đối với cái việc đang làm. Phẩm chất dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn thử thách của người cán bộ chỉ có ở những con người có trái tim nhân hậu, biết thật thà yêu thương nhân dân, đồng cảm với những nỗi đau khổ của người dân. Cùng với đó, một cơ chế thông thoáng, ràng buộc nhưng không bó buộc sẽ giúp người đứng đầu có thể bứt phá để gánh vác sứ mệnh cao cả mà đất nước và nhân dân giao phó.